mọi người. 30 tháng 4 sắp tới mọi người có kế hoạch đi đâu chưa? Đi sĩ Thân thì chắc là chỉ vòng vòng ở nhà thôi. Tại 30 tháng 4 rất là đông đúc, cho nên là sĩ Thân sẽ plan mua đồ về nhà nấu nướng, tự nấu cho người thân, tự nấu cho người yêu ăn. Có rất nhiều bạn gái đi ra đường đi chơi ngày 30 tháng 4, cho nên sẽ làm clip ngày hôm nay để chỉ cho mọi người một kiểu make up dành cho ngày lễ 30 tháng 4 cũng như là 1 tháng 5 thật là lung linh, thật là xinh đẹp và tươi tắn. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng kem nền của Make Up Forever, rất là mỏng và mịn. Dùng cái cỏ này, tán gì nó ra, tán nó ra. Hôm nay sẽ thanh nhắn mắt lens màu xanh mà hơi giãn tròn một chút xíu để tạo cho con mắt của mình long lanh và to hơn. Bước thứ hai, Sĩ Thanh sử dụng hộp này để đánh khối. Có cả hai màu, màu trắng và màu nâu. Màu nâu thì chúng ta sẽ đánh khối, còn màu trắng thì chúng ta sẽ là đánh vùng sáng. Xong, kế đến là nhấn xuống mũi. Mũi cao lắm rồi. Các bạn đừng lo, nó sẽ đậm nha. Khi mà chúng ta đánh một lớp phấn lên thì nó sẽ nhạt thôi. Phấn mà Sĩ Thanh xài nữa là phấn này. Phấn tông trắng hồng sẽ hiện cái cỏ yêu thích của Sarah này. Anh đều lên. Anh nha bò mắt này. Phấn này che phủ rất là tốt. Vừa che phủ mà vừa mịn, còn bám lâu nữa chứ. Có hai tông, một tông trắng hồng, một tông trắng vàng. Tùy với loại da của mình, bạn thích thế nào thì mình sẽ chọn nó. Đây là phấn Canabu. Sĩ Thanh cũng rất là hay xài nó khi mỗi khi đi chụp hình cũng như đi quay phim. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kẻ chân mày cho mình. Sĩ Thanh đang thích kiểu chân mày của mình mỏng thôi, nên Sĩ Thanh sẽ vẽ hàng mỏng. Viền đường chính giữa chân mày của mình thì ra xa, hai bên đây nó sẽ dày lên, thì mỏng. Rồi, mỏng dánh. Nhưng mà lá liễu. Do mắt mình đã to quá thì chân mày của mình nó nhanh mỏng lại. Cái mắt to, chân mày cũng to, cái gì cũng to, nó sẽ trở nên thô. Sau đó cũng như cũ, màu yêu thích của Sĩ Thanh để đánh chân mày là màu nâu nhạt này. Màu đẹp đã được rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đánh mắt. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng màu này, màu nâu hơi đỏ đỏ một xí, những phía đôi mắt cho nhìn rõ hơn. Mắt chúng ta sẽ có điểm nhấn ở phía đuôi. Vậy thế là dùng màu này. Chúng ta sẽ dùng màu này để đánh chính giữa mắt thôi, nhớ nha. Khúc nơi mắt này mình sẽ đánh hướng chính giữa này thôi. Thì Sĩ Thanh sẽ đổi cỏ, cỏ này sẽ mỏng hơn và nhỏ hơn. Thì chúng ta sẽ đánh ở phía dưới, cũng chính giữa khúc này để tạo cho con mắt của mình nó long lanh hơn. Nhấn ở phía dưới cho mắt cho nó sáng hơn nè. Bây giờ Sĩ Thanh sẽ dùng chì kẻ màu nâu để cho con mắt mình nó dịu hơn so với lại chì kẻ mắt màu đen. Thì cũng như vậy, cái cách đánh mắt là sẽ mở của mình lên, sau đó là đánh dọc nó lại, đánh dọc rồi là đánh ngang, nó như thế cho đến hết mắt. Khi bạn kéo cái đuôi mắt của mình ra thì theo cái hướng đó mình sẽ bắt từ đây đánh xuống luôn. Xong, 30 tháng 4 đi lễ cho nên chúng ta sẽ hoành tráng hơn một xí. Chúng ta sẽ gắn lông mi giả. Đây là hộp lông mi giả mà Sĩ Thanh thích. Những cọng lông mi nó rất là tơi và đã rất là cong đều và đẹp. Xong, sau đó thì chúng ta sẽ dùng mắt nước để viền lại. Tiếp
tiên thì chúng ta sẽ trải mascara. Những người mà có lông mi dưới ngắn thì Thanh thì nên làm cái này thì nó sẽ ăn gian ra được lông mi một chút xíu. Cắm vào chính giữa đây và vẹt ra một đường mỏng thôi. Xong. Má hồng sẽ anh chọn thêm màu hồng tươi rực rỡ. Rồi. Xong. Cô sẽ Thanh dùng là màu xanh này. Chúng ta sẽ về môi trước. Sau đó thì dùng cái bút này. Đây là của NYX. Xong. Sau đó chúng ta sẽ làm tóc thôi. Hơi cong cong một xí như vậy. Cột tóc bình thường thôi. Thế này mình sẽ kéo tóc mình ra chân tự nhiên và bấm tóc ra. Xong. I've been getting money, I've been getting all.